Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galile, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi người bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành ca phác na -um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu -xu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Đó là lời chưa. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Khi Đức Giêsu loan báo người phải chịu một cuộc thương khó và phải chết, các môn đệ lấy làm ngạc nhiên và thực tế các ông đã không hiểu. Ý tưởng của các tông đồ về đấng Messiah hoàn toàn khác với ý của Thiên Chúa. Vì thế Đức Giêsu phải chỉnh sửa ý tưởng sai lạc này bằng cách dạy dỗ, loan báo trước những gì sẽ xảy ra cho bản thân Ngài. Ba lần Đức Giêsu loan báo người phải chết và sẽ sống lại và nói với các môn đệ, nếu muốn theo người thì phải dâng hiến bản thân mình. Chính trong bối cảnh này, bối cảnh mà tâm trí các môn đệ vẫn ở bên ngoài với những gì Đức Giêsu nói dọc đường về ca phác nô ung các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Chúa Giêsu hỏi các ông, nhưng các ông làm thinh. Câu chuyện ai là người lớn nhất thực ra là câu chuyện của các kinh sư và các ông tranh luận với nhau rất nhiều về điều này. Chỗ nhất tại bàn ăn, tại hội đường, trên đường đi tới các cuộc hội họp. Có lẽ các môn đệ cũng nhiễm tinh thần lớn nhất của các kinh sư. Chính các kinh sư cũng dạy rằng. Trên thiên đàng, những người được chúc phúc được chia thành 7 cấp. Nên các cư dân ở dưới đất cũng được chia thành nhiều cấp như vậy. Ở chỗ chóp đỉnh, tức là chỗ lớn nhất, những người cao cả, đó là vị trí dành cho những người đã giữ trọn mọi quy định của lề luật. Những kẻ thấp nhất là những kẻ ô uế. Đức Giêsu cũng bàn về các chỗ nhất và người dạy các môn đệ, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Phục vụ ở đây không chỉ hiểu đơn giản là việc của mình là vì làm vì lợi là ích chung, nhưng chữ phục vụ ở đây phải hiểu theo ý của Chúa Giêsu. Bản thân người đã dâng hiến chính mình, ngang qua cái chết đau đớn trên thập giá để phục vụ ơn cứu độ cho nhân loại. Phục vụ ở đây nghĩa là dâng hiến chính mạng sống vì ơn cứu độ phổ quát ngang qua sự cương quyết của Ngài, Ngài phải lên Jerusalem để thực hiện cho bằng được thánh ý Thiên Chúa. Môn đệ của Chúa Giêsu thì phải đi vào con đường phục vụ này. Thành công và danh tiếng không phải là mục tiêu mà các môn đệ tìm kiếm. Sự biểu hiện qua việc tranh cãi ai là người lớn hơn cả cần phải bị dẹp bỏ để đi vào con đường khiêm nhu phục vụ đến nỗi dâng hiến toàn bộ con người mạng sống cho lý tưởng của tin mừng. Ví dụ mà Chúa Giêsu đưa ra về hình ảnh các em nhỏ, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Vậy là để đi vào nước Thiên Chúa, con người không thể dùng sức lực riêng của mình mà cần phải có thái độ như các em nhỏ đón nhận tình yêu. Đức Giêsu vẫn sống tâm tình đó khi quy hướng về Chúa Cha trong tư cách là người con để gọi cha của mình là áp ba cha ơi người cũng muốn các môn đệ sống tư cách là con luôn hướng về cha như tình yêu thương bao bọc và che chở giáo huấn của chúa giêsu cho các môn đệ cũng là giáo huấn dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay trên con đường của đức tin việc đi theo chúa giêsu không bao giờ là đi tìm chỗ nhất hay biến mình trở thành người cao cả để có vị trí cao nhất trong cộng đoàn hay nước trời. Nhưng sống đời Kitô hữu là đi vào con đường phục vụ đến độ dâng hiến bản thân mình. Là người phục vụ nghĩa là trở thành người ở chỗ rút hết, ở chỗ sau cùng. Cuối cùng tâm tình của người phục vụ tin mừng là trở nên trẻ nhỏ, cậy dự hoàn toàn vào tình yêu không thay đổi và tràn đầy của Thiên Chúa. Đôi khi người ta cứ muốn gồng mình để chiếm cho bằng được nước trời tức là biến mình thành người thi hành chọn hảo lề luật cám dỗ kiêu ngạo vẫn luôn còn đó nghĩa là đôi khi ta dựa hoàn toàn vào công phúc mình có để đòi thiên chúa phải trả công xứng đáng không nước trời là ân sủng là tình yêu dành cho kẻ bé mọn dân hiến chọn cuộc đời cho đến nỗi dám hy sinh cả mạng sống để phục vụ tin mừng Lạy Chúa Giêsu, Xin cho con luôn biết sống khiêm nhường để đón nhận từ Chúa tất cả những ân phúc với tâm tình của một trẻ thơ. Đời con mà không có ơn Chúa thì mọi sự ra vô nghĩa. Mà ân sủng lớn nhất là chính Chúa, ơn cứu độ chứa chan của Ngài đã ban cho con và toàn thể nhân loại. Amen.